Taco hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành. Rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn, Taco phát triển cùng đất nước. Trong xu hướng phát triển báo cáo ESG, bên cạnh hai yếu tố I, môi trường và S, trách nhiệm xã hội, thì G, quản trị thường ít được xem xét bởi ít liên kết trực tiếp tới tính bền vững hoặc không đóng góp trực tiếp vào hoạt động bảo vệ môi trường hay nâng cao giá trị đối với xã hội. Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, đây lại là yếu tố bắt buộc để xây dựng tính bền vững, tuân thủ quy định trong kinh doanh, nền tảng cho các yếu tố còn lại. Trao đổi về chủ đề quản trị trong phát triển bền vững với chương trình hôm nay, ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam với chủ đề giải bài toán quản trị doanh nghiệp trong các yếu tố về ESG với khách mời ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Thưa ông, thì về các yếu tố về ESG, chúng ta có trách nhiệm xã hội, chúng ta có yếu tố về môi trường và đặc biệt là yếu tố quản trị. Vậy thì ông đánh giá yếu tố quản trị đứng vai trò như thế nào so với hai yếu tố còn lại? Đối với ESG là để quản trị doanh nghiệp bền vững, thì người ta đưa ra những cái cơ chế, những quy định để cho doanh nghiệp hoạt động và cái doanh nghiệp đó hoạt động được kiểm soát. Thế cho nên là cái yếu tố mà quản trị là nó quyết định để cho doanh nghiệp là phát triển bền vững, lâu dài trong cái môi trường cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Thưa ông, thì cái mô hình quản trị doanh nghiệp theo định hướng mà xanh hóa có cái đặc điểm gì khác so với những cái mô hình quản trị trước đây? Thế thì quản trị doanh nghiệp nói chung á, thì nó là lấy cái mục tiêu là hiệu quả và phát triển. Thế nhưng mà cái quản trị doanh nghiệp bền vững á, thì nó thêm cái yếu tố là phải đảm bảo môi trường. Thứ hai nữa là tiến bộ xã hội, là doanh nghiệp phải phát triển bền vững, lâu dài, chứ không phải vì cái mục tiêu trước mắt. Tức là trước đây thì chúng ta đặt cái mục tiêu về đầu tiên là năng suất này, chất lượng và lợi nhuận lên cao hàng đầu. Thì bây giờ chúng ta có thêm cái yếu tố môi trường, nó ảnh hưởng thế nào đến công tác quản trị doanh nghiệp, hay là chúng ta có những cái bước đi như thế nào khác để chúng ta củng cố thêm cái điều này trong cái công tác quản trị? Chúng ta sẽ thêm những cái quy trình quản trị như thế nào, hay là các yếu tố về chỉ số ra sao? Đối với phát triển bền vững thì người ta tính cái chu kỳ phát triển nó năm năm, 10 năm, chứ không phải là chỉ có một hai năm. Ví dụ như là muốn cải thiện môi trường thì coi như người ta phải đầu tư công nghệ, thiết bị mới, công nghệ mới nó tiết kiệm năng lượng, thế rồi phát triển xanh vân vân thì cũng phải đầu tư. Tức là nói chung là nó tốn kém hơn cái quản trị doanh nghiệp mà không phát triển bền vững, nhưng mà có hiệu quả. Thứ hai nữa là đầu tư tiến bộ xã hội, tức là đối với người tiêu dùng thì mình phải luôn luôn mình đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí để có lợi cho người tiêu dùng. Thứ hai nữa là đối với người lao động á, thì mình cũng phải đầu tư cái điều kiện làm việc cho người lao động nó tốt hơn, rồi công tác đào tạo cho người lao động họ có cái trình độ, có cái năng lực làm việc tốt hơn để đáp ứng kịp thời phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế chung của Việt Nam trong cái thời kỳ kinh tế hội nhập. Thì cái chi phí nó sẽ tăng lên, nhưng mà cái hiệu quả lâu dài thì nó sẽ đem lại nhiều hơn. Cái lợi thì chúng ta đã nhìn thấy được rồi, là chúng ta phát triển bền vững, lâu dài. Tuy nhiên là cái ngoài các yếu tố về chi phí khi mà chúng ta đầu tư về quản trị phát triển bền vững ra, thì còn những cái thách thức nào khác? Tức là cái để mà cho doanh nghiệp phát triển bền vững á, phải có sự đồng hành của nhà nước. Ví dụ như đầu tư lâu dài thì cái chi phí vốn nhà nước cũng phải làm sao điều hành cái nền kinh tế vĩ mô cho nó tốt, để cho cái chi phí vốn là đầu tư lâu dài thì nó cái chi phí vốn nó vừa phải. Cái điều hành vĩ mô của nhà nước về cho vay vốn, về lãi suất, về tỷ giá vân vân, đó mấy cái yếu tố đó để làm sao cho cái nền kinh tế nó phát triển lành mạnh, để cùng với doanh nghiệp là phát triển doanh nghiệp bền vững.
Vậy thì các yếu tố quản trị ở đây, chúng ta có rất nhiều yếu tố quản trị liên quan đến con người, liên quan đến kinh tế, liên quan đến hệ thống máy móc, vật tư, chuỗi quy trình sản xuất. Vậy theo ông thì chúng ta nên tập trung vào những yếu tố quản trị nào để chúng ta hướng tới cái công việc xanh hóa trước, và những yếu tố nào sẽ chúng ta sẽ cần follow theo sau? Thứ nhất là người ta đưa ra cái cơ chế trên cái này nhé, là phải tuân thủ pháp luật, trong đó có pháp luật về lao động, pháp luật về môi trường, pháp luật về kế toán, pháp luật về chi phí v.v. Thì có pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thế thì trước hết là doanh nghiệp đưa ra những cái cơ chế, những cái quy định nó phù hợp đúng với pháp luật hiện hành. Tức là chúng ta phải đồng loạt nhiều cái phương pháp quản trị, từ tài chính cho đến nhân sự cho đến quản lý hệ thống. Quản trị chung đó là vậy. Thứ hai nữa là để mà thúc đẩy cho cái doanh nghiệp nó phát triển bền vững, thì những cái cơ chế, những cái quy định đó người ta đưa ra đó là phải làm sao để cho cái doanh nghiệp, người lao động ở trong doanh nghiệp là người ta chủ động, người ta sáng tạo, người ta coi như là phát huy hết cái năng lực của người ta. Một cái cơ chế đưa ra nữa thì nó phải là công khai, minh bạch, công bằng, để cho mọi thành viên ở trong cái doanh nghiệp đó là người ta phát huy hết cái trí tuệ của người ta, đóng góp cho doanh nghiệp phát triển bền vững, lâu dài. Và chính đó là cái yếu tố mà các cái chỉ tiêu mà doanh nghiệp cần phải thực hiện để cho phát triển bền vững, lâu dài. Ông có thể chia sẻ cái mô hình quản trị thương hiệu mà QNS đang áp dụng với các công ty thành viên của mình? Đây cũng là một cái đặc điểm của QNS, một cái công ty lớn nhưng mà là quản lý tập trung, nhưng mà đồng thời là phân cấp mạnh cho ở dưới. Đối với mô hình của QNS tức là hạch toán tập trung ở công ty, nhưng mà đồng thời là phân cấp cho các đơn vị thành viên, và đặc biệt là cái cơ chế đưa ra là để cho mỗi cái đơn vị thành viên người ta phát huy cái tính sáng tạo, tính năng động. Thì không thể ví dụ nói ví dụ như thu nhập của họ, của người lao động ở tại cái đơn vị đó, thì trên cái nền của cái hiệu quả của từng đơn vị đó thì công ty cũng đã đưa ra các cơ chế quản lý mà đến giờ phút này thì nó vẫn còn phù hợp, nó cũng vẫn còn phát triển, nó vẫn còn tốt. Thưa ông, thì ông đánh giá thế nào về cái hiệu quả tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của chương trình thương hiệu quốc gia với đường Quảng Ngãi, đặc biệt là các sản phẩm thương hiệu quốc gia của đường Quảng Ngãi như là Vinasoy, Thạch Bích hay là bia Dung Quất, Biscafan trong thời gian qua? Thế thì trong cái thời gian qua về việc quảng bá các sản phẩm mà đạt thương hiệu quốc gia, tuyên truyền quảng bá như thế này tôi đánh giá là tốt, bởi vì hàng quý, hàng 6 tháng thì Cục Xúc Tiến Thương Mại có những cái chương trình mà gọi là xúc tiến thương mại quốc tế hoặc là trong nước vân vân, thì Bộ Công Thương cũng chỉ đạo rất là kịp thời để mà xúc tiến cái thương mại trong nước. Đi ra nước ngoài thì Bộ Công Thương cũng thực hiện cái việc là quảng bá rồi kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào cái việc đi quảng bá, đi chào hàng vân vân. Thực hiện như thế này thì tôi thấy rất là tốt về cái việc truyền thông. Thưa quý vị, với những chia sẻ từ hôm nay từ ông Võ Thành Đàng và các chuyên gia của chương trình, hy vọng quý vị đã có những góc nhìn khác về yếu tố quản trị trong công tác phát triển bền vững qua các tiêu chí của ESG. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thaco hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn. Thaco phát triển cùng đất nước.